Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Đang tịnh tiến ở trong không gian, đang để thử. Cái việc mình phải tưởng tượng ra ba đường ra trong một khoảng thời gian cố định, nó không phải là một việc đơn giản. Nó cần phải sử dụng thêm cả sự sáng tạo trong cái cách mình suy nghĩ. Ngoài cái tính chính xác của đáp án mà mình đưa ra thì mình cũng khá là chú trọng về thời gian, bởi vì mình biết là Duy Anh là một học sinh giỏi của thành phố, nên là Duy Anh sẽ có một cái tốc độ suy nghĩ rất là nhanh, nên là mình muốn chiếm ưu thế để mình áp đảo Duy Anh về thời gian. Lần bấm chuông này đã cho thấy Anh Quốc đã ưu tiên tốc độ. Trong khi đó, Duy Anh dù chọn chiến thuật gì đi chăng nữa thì lúc này việc phải tìm ra đáp án chính xác nhất là điều bắt buộc. Khi mà Anh Quốc bấm chuông thì lúc đó mình chỉ mới tìm đến giao điểm của ba đường trong mê cung thôi, nên là mình cũng khá là hoảng. Mình nghĩ là thôi ván này mình xong, mình đi về. Bấm giờ đấy. Em xong chưa? Xong. Anh Quốc bấm cờ trước thì cái điều này là vừa gây áp lực tâm lý cho Duy Anh nhưng mà lại mở ra cho Duy Anh một số những cái cơ hội khác. Bạn ấy rất là nhẩn nha để mà làm cái thử thách của mình trong cái khoảng thời gian cho phép, tức là 30 phút. Duy Anh đã không thể sử dụng chiến thuật chạy tốc độ với đối thủ. Hy vọng Duy Anh sẽ đủ bình tĩnh để tìm ra được đáp án chính xác nhất. Số độc đắc lúc 21 giờ thứ năm và thứ sáu hàng tuần trên Vi Giải Trí. Độc quyền trên Vion thường như cũ, phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, ba, tư hàng tuần. True Beauty vẻ đẹp đích thực, phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.